Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, chương trình OCOP trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật với số lượng sản phẩm OCOP tăng đều qua từng năm và chất lượng cũng không ngừng được cải thiện, nâng cấp. Đến nay, toàn huyện có 22 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó gồm 4 sản phẩm 4 sao, 18 sản phẩm 3 sao. Tham gia chương trình OCOP, cả cơ sở sản xuất đã được ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, cả ban ngành địa phương tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cải tiến, nâng cấp chất lượng sản phẩm theo bộ tiêu chí chương trình OCOP. Đồng thời được tập huấn cả kỹ năng, thuyết trình, giới thiệu sản phẩm, kỹ năng quản lý sản xuất, xây dựng kế hoạch kinh doanh, xây dựng thương hiệu, marketing, quảng bá, phát triển sản phẩm, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ để tham gia đánh giá, phân hàng sản phẩm OCOP. Trên cơ sở kế hoạch của các xã, thì Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng với các tổ chức đoàn thể của huyện đến các khảo sát ở các cơ sở, hướng dẫn, động viên các cơ sở tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền ở cơ sở cũng đã được đẩy mạnh. Các văn bản hướng dẫn của huyện, các đôn đốc của các ngành chức năng trong quá trình thực hiện chương trình sản phẩm OCOP được triển khai mạnh mẽ. Thời gian qua, để phát triển các chuỗi sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình để mỗi người dân chủ thể sản xuất hiểu rõ hơn về chu trình xây dựng sản phẩm, tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm cũng như cải chính sách hỗ trợ khi tham gia OCOP. Trong đó, để khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn, huyện Quảng Ninh đã có nhiều chính sách hỗ trợ sau đầu tư 10 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm đạt 3 sao và 20 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm đạt 4 sao. Bên cạnh đó, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn cả doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tham gia chương trình OCOP. Đồng hành cùng các địa phương trong quá trình khảo sát, định hướng xây dựng sản phẩm chủ lực để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường, đẩy mạnh thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho cả hộ sản xuất tham gia tiếp cận các thị trường lớn. Tuy nhiên hiện nay, nhiều địa phương cũng đang gặp khó khăn trong việc xây dựng những sản phẩm OCOP mang tính đặc trưng của địa phương. Về cái sản phẩm đặc thù, chủ lực của địa phương thì chưa hình thành được. Cái thứ hai nữa là cái vai trò của chủ thể, tức là họ cũng đang có một cái trống trời lại, chưa nhận thức hết cái ý nghĩa của chương trình. Chủ thể thì còn năng lực còn kém, tức là quen với cái đầu tư nhỏ lẻ, chưa có cái kiến thức về thị trường, cho nên là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bắc Tiến, xã Hiền Ninh được thành lập từ năm 2017. Tận dụng được lợi thế tiềm năng của địa phương, thời gian qua, hợp tác xã đã chủ động phát triển, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm dược liệu gắn với chương trình OCOP đã tạo được hướng đi mới, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Từ đó, góp phần thúc đẩy liên kết, phát triển cả sản phẩm dược liệu một cách bài bản. Năm 2021, sản phẩm cao cà gai leo đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đây là một trong những kết quả đáng ghi nhận của chủ thể và chính quyền địa phương. Năm nay là hợp tác xã là làm thêm 4 sản phẩm. Hợp tác xã cũng rất là mong muốn là được một phần hỗ trợ cho cái kinh phí, vì khi là đi kiểm nghiệm các cái sản phẩm á là tốn nhiều tiền. Rồi thì là các cái thủ tục khi làm á là hắn cũng rơm ra khó. Theo quy định, giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao có giá trị trong thời hạn 36 tháng. Sau thời gian trên, để tiếp tục sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP trên bao bì nhãn mác sản phẩm khi lưu thông tiêu thụ trên thị trường, thì chủ thể sản phẩm phải làm thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận lại cho sản phẩm. Đến nay, huyện Quảng Ninh có 10 sản phẩm đã hết thời hạn công nhận. Để sắp đến đẩy mạnh cái chương trình sản phẩm OCOP, thì chúng tôi tiếp tục cái công tác tuyên truyền thông qua các cái hội đoàn thể, rồi tìm các cái sản phẩm của thế mạnh của địa phương để xây dựng các cái sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó thì cũng duy trì các cái chính sách hỗ trợ cho các cái sản phẩm OCOP, rồi kêu gọi các cái đơn vị, các doanh nghiệp tham gia vào cái chương trình sản phẩm OCOP, rồi cũng hỗ trợ các cái chủ thể tham gia các cái hội chợ, triển lãm trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh.
Cùng với một số giải pháp được địa phương xác định, huyện Quảng Ninh cũng rất cần sự quan tâm từ cả cấp cả ngành trong công tác đào tạo trình độ sản xuất kinh doanh và nghiên cứu phát triển thị trường cho cả chủ thể OCOP, tạo điều kiện thuận lợi và cải cách một số thủ tục hành chính trong bổ sung hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá lại sản phẩm. Có như vậy, địa phương mới gỡ được những vướng mắc, đẩy mạnh quá trình thực hiện chương trình OCOP, góp phần hoàn thành chương trình đúng với mục tiêu phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ mang đặc trưng của địa phương.